Đệ nhất phu nhân Mỹ tưởng nhớ những người thiệt mạng vì sập nhà tại Florida. Đã một năm kể từ ngày tòa nhà Champlain Tower South bị sập bất ngờ vào lúc 1 giờ 22 phút sáng, khiến gần 100 người thiệt mạng. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cùng các công dân khác đã làm lễ tưởng nhớ những người thiệt mạng và chia buồn cùng gia đình của các nạn nhân. Trong buổi lễ, đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ ngày hôm nay họ tụ họp để tưởng nhớ những người đã mất. Bà xin thay mặt cho chồng là Tổng thống Joe Biden, người mà luôn sát cánh bên công dân, một lời cầu nguyện và sự chia sẻ đến tất cả những gia đình nạn nhân có mặt hiện tại. Các quan chức thành phố và giáo sĩ đều đứng lên để thể hiện tình đoàn kết và ghi nhận những gia đình tiếp tục để tang cho những người thân yêu của họ. Cô Raquel Oliveira là một người mẹ đã phát biểu, cách đây đúng 365 ngày, ngôi nhà của họ bị nổ tung, sập cùng với mọi thứ và mọi người bên trong cô, trừ cô. Một thành viên khác trong gia đình là Luis Bermudez đã rơi nước mắt khi nói về cậu con trai 26 tuổi của mình là Anna Ortiz. Bài phát biểu của Bermudez cũng đã để dành tặng cho con trai. Bà nói rằng con trai là nguồn cảm hứng suốt đời của bà. Cảm ơn con vì con đã trở thành con của cha mẹ, yêu con thật nhiều. Cảnh tượng tòa nhà Champlain Tower South đã từng đứng đó sừng sững, bây giờ chỉ còn lại là đống đổ nát. Sự đổ nát này như cả mất mát lẫn về vật chất và tinh thần đối với những gia đình may mắn sống sót.